Hello, xin chào tất cả các anh chị em. Huyền đang ở sân bay và Huyền bảo mọi người thấy không ạ? Đợi rất là trống trải luôn á, vì Huyền đến sau nhưng mà Huyền lại vào trước. Tại sao mà Huyền lại có thể về trước? Và mọi người có thể thấy rằng là khi mà chúng ta về quê ăn Tết thì chúng ta phải xếp hàng rất là đông để làm thủ tục làm vé máy bay, đúng không? Lấy vé máy bay. Vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta vào sớm thì cùng theo dõi video của Huyền nhé. Đầu tiên thì các anh chị em vào Google và gõ tên hãng vé máy bay mà các anh chị em đi nhé. Ví dụ như Huyền đi hãng Vietnam Airlines thì Huyền sẽ đánh là hãng Vietnam Airlines và chúng ta sẽ vào trang chính của Vietnam Airlines, đúng không ạ? Click vào đó rồi sau đó thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần làm thủ tục. Chúng ta đặt vé điện tử thì chúng ta sẽ ấn mã số điện tử này, rồi họ tên của chúng ta này. Đó, đầu tiên là chúng ta ấn vào phần làm thủ tục, đúng không ạ? Sau đó là chúng ta sẽ ấn vào mã số của chúng ta này, họ tên này. Sau đó chúng ta sẽ chọn xác nhận này làm thủ tục. Tiếp đến là chúng ta sẽ chọn số ghế ngồi này, rồi đồng ý các hạng mục của hãng này. Sau đó chúng ta xuất vé. Vậy nó ok rồi, rất là nhanh và đơn giản, đúng không ạ? Vé điện tử này chúng ta có thể là gửi qua email hoặc là chúng ta chụp lại màn hình nhé. Sau đó chúng ta mang ra quầy thì chúng ta sẽ có là chỗ đứng để chúng ta được ưu tiên để làm thủ tục trước. Và chúng ta chỉ cần gửi hành lý nếu mà chúng ta có hành lý. Đó, mọi người thấy đông hàng rất là dài, đúng không ạ? Chưa đi hàng đến quầy để làm thủ tục check in luôn đó. Nhưng Nguyên đã được ưu tiên vào trước và làm xong rồi.